Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Phạm Đình Trọng đăng trên báo Tiếng Dân. Tận cùng bất lương, tận cùng giả dối. Người đứng đầu nước Mỹ, nước giàu nhất thế giới, Tổng thống Barack Obama thăm chính thức Việt Nam. Sau những lễ nghi và thăm viếng ngoại giao ở Hà Nội, đến bữa, Tổng thống Mỹ ra quán bún chả Bình Dân phố Huế ăn trưa cùng dân thường Hà Nội. Một bát nước chấm, chả nướng, một đĩa bún, một đĩa rau sống, một chai bia Hà Nội. Bữa ăn của Tổng thống Mỹ khi công cán ở Hà Nội chỉ vài chục ngàn đồng tiền Việt, khoảng 2-3 đô la tiền Mỹ. Tổng thống Mỹ ăn trưa, bữa trưa bình dị cùng người dân thường Việt Nam không những là hình ảnh đẹp của con người Barack Obama mà còn là hình ảnh đẹp của nước Mỹ, hình ảnh lung linh của một chính quyền dân chủ, chính quyền từ dân mà ra, gần dân, chan hòa với dân, không có gì cách biệt với dân. Đoàn chính phủ nhà nước Cộng sản Việt Nam thăm Vương quốc Anh với những thành viên như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tài tiếng. Tài tiếng ở trong nước là đàn áp, bắn giết dân, đàn áp quyền biểu tình, đàn áp quyền tự do ngôn luận của dân, xông vào tận giường ngủ để mà bắn giết dân ở đồng tâm Mỹ Đức Hà Nội. Tài tiếng cả trên thế giới đến mức trở thành tội phạm quốc tế khi đưa cả thế tử đội mật vụ với hai tướng chỉ huy đột nhập phi pháp vào nước Đức, đạp lên luật pháp nước Đức, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam. Đoàn chính phủ của đất nước tận cùng nghèo mạt, người dân phải lang bạt vật vờ khắp thế giới kiếm sống. Người đàn ông bán sức lao động làm thuê, không có việc làm thuê thì làm tội phạm, buôn bán ma túy, buôn người, làm băng đảng cướp của, giết người, làm kẻ cắp vặt ở siêu thị. Còn đàn bà bán thân làm nô lệ tình dục. Đầy tai tiếng cả về nhân cách con người và tai tiếng cả về danh dự, về thể diện quốc gia. Trong đoàn chính phủ nhà nước Cộng sản Việt Nam thăm nước Anh, Bộ trưởng Tô Lâm lại một lần nữa lộ ra nhân cách thấp hèn, chỉ biết có miếng ăn, không biết đến nhân dân khốn khó, không biết đến thể diện quốc gia. Tổng thống Mỹ đến Việt Nam đi ăn bữa trưa bún chả chỉ 2-3 đô la. Bộ trưởng Tô Lâm đi ăn bữa tối thịt bò giác vàng. Giá miếng thịt bò giác vàng trong miệng của Bộ trưởng Tô Lâm cả triệu đô. Tổng thống Mỹ tự cầm chai bia, ngửa cổ lên tu như mọi người dân lao động bình thường. Bộ trưởng Tô Lâm không cần động tay, chỉ việc há miệng ra. Hai vành môi banh ra như mỏ con chim non chờ chim mẹ mớm mồi. Tô Lâm há mồm, chờ người hầu đút cho miếng thịt bò giác vàng vào miệng. Một hình ảnh rất kịch cỡm, chướng mắt, thiếu thẩm mỹ và vô chính trị. Nước Anh, nơi mà Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cong môi chờ người hầu đút cho miếng thịt bò giác vàng triệu đô vào miệng, chính là cái nơi mà mới năm trước, 39 người Việt Nam nghèo đói trên đường trốn chui, trốn lũi phi pháp vào nước Anh để kiếm miếng ăn đã bị chết ngạt, chết lạnh cứng trong thùng xe đông lạnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nuốt miếng thịt bò giác vàng triệu đô vào cái dạ dày tham lam ở ngay chính cái nơi mà 39 người Việt Nam nghèo đói chết thê thảm trên đường trốn chui trốn lũi vào nước Anh để mà kiếm cái sự sống qua cái việc làm kiếm miếng ăn. Càng thấy cái sự tận cùng bất lương, tận cùng mất hết tính người ở cái ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Sở dĩ mà phải nhắc đi nhắc lại để quý vị thấy ông ta ở cái cương vị nào, ở cái chức vị nào và những cái hình ảnh, những cái việc làm ông ta làm so với dân nghèo Việt Nam. Từ những người dân nghèo trốn dịch, chạy loạn về quê ở trong nước cho đến những người vượt biên chết ngạt trong những cái thùng xe đông lạnh. Vì có những người Việt Nam sung sướng, giơ ngón tay cái lên tỏ ra hãnh diện khi nuốt miếng thịt bò giác vàng triệu đô, cho nên mới có cái việc 39 người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn mà phải chết cóng ở trong thùng xe đông lạnh đó. Ở ngay cái nơi mà 39 người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn để rồi chết thảm, ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nuốt miếng thịt bò giác vàng triệu đô rồi mau mắn, rồi hăm hở đến thành kính dâng hoa tri ân ông Thủy Tổ Cộng sản Thế giới Karl Marx và ông Thủy Tổ Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng trung thành với lý tưởng đấu tranh chống bất công nghèo đói, mang lại ấm no hạnh phúc cho giai cấp vô sản. Không phải chỉ tận cùng bất lương, ông Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Công an còn là tận cùng của giả dối. Có phải người Cộng sản là như vậy? Tận cùng bất lương, tận cùng giả dối. Tác giả Phạm Đình Trọng phải viết đi viết lại
phải nhấn mạnh tới nhấn mạnh lui. Ông Ủy viên Bộ Chính trị, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nuốt miếng thịt bò giác vàng, và so với cái chết của những người dân nghèo tìm đường vượt thoát xứ thiên đường. Anh chị cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.